Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Hàng hải Việt Nam đồng loạt ra thông báo nhắc nhở phụ huynh, sinh viên cẩn trọng trước những tin nhắn lừa đóng học phí hoặc tiền ký túc xá. Chiều ngày 24 tháng 8, Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh phát cảnh báo gấp về một số thí sinh nhận được tin nhắn thông báo nhập học có tên được viết theo tên viết tắt của trường là HUIT. Tin nhắn này có nội dung là: HUIT, chúc mừng bạn đã trúng tuyển chính thức. Mời bạn đến HUIT nhập học từ ngày 18 tháng 8 đến 17 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2024. Đồng thời HUIT tặng ngay ưu đãi 3 triệu đồng dành cho 2.000 thí sinh nhập học sớm nhất. Thậm chí, đoạn tin nhắn gửi đến thí sinh còn đính kèm một đường link và 2 số điện thoại để thí sinh liên hệ. Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là tin nhắn lừa đảo trúng tuyển. Năm 2024, thí sinh trúng tuyển vào trường chỉ thực hiện đóng lệ phí nhập học theo hướng dẫn tại trang web chính thức https://nhaphoc.huit.edu.vn từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8. Trên trang Facebook chính thức, Đại học Sài Gòn khẳng định hiện nay nhà trường không chủ động gọi điện, gửi tin nhắn hay thư điện tử yêu cầu thí sinh phải đóng lệ phí nhập học năm 2024. Cũng trong ngày 21 tháng 8, Đại học Hàng hải Việt Nam đăng tải trên trang Facebook chính thức thông tin một số đối tượng yêu cầu sinh viên chuyển khoản để đặt cọc ký túc xá hoặc sử dụng dịch vụ khác tại trường. Nhà trường khẳng định đây là hình thức lừa đảo trực tuyến, sinh viên tuyệt đối không được chuyển khoản cho bất kỳ tài khoản cá nhân nào qua mạng. Từ trước khi công bố điểm chuẩn đại học năm 2024, Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã ra cảnh báo tin giả để phụ huynh và tân sinh viên cảnh giác. Nhà trường cho biết một số đối tượng không phải cán bộ, chuyên viên, sinh viên của trường tham gia nhóm tư vấn tuyển sinh với những mục đích cá nhân. Vì vậy, thí sinh cần lưu ý chỉ truy cập trang web chính thức của trường để tra cứu kết quả trúng tuyển và thực hiện thủ tục nhập học. HUFLIT cũng thông tin rằng một số cá nhân quảng cáo các khóa học tiếng Anh, tin học và công việc đa cấp thông qua việc tư vấn cho sinh viên, nên các bạn cần cẩn trọng với những lời mời gọi này. Quý phụ huynh và các em học sinh không tham khảo các nguồn tin công bố không chính thống, tuyệt đối không nhấn vào các đường dẫn nằm ngoài các kênh nhóm nhà trường liệt kê để tránh bị kẻ xấu lợi dụng xâm nhập, đánh cắp tài khoản thông tin cá nhân, nhà trường nhắc nhở. Trên trang fanpage trường Đại học Sài Gòn vừa đăng tải thông tin cảnh báo thí sinh thông báo của trường cho biết trường đại học này đã tiếp nhận thông tin về việc một số thí sinh trúng tuyển nhận được tin nhắn yêu cầu đóng lệ phí nhập học năm 2024 với số tiền 6.953.000 đồng kèm theo số tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của tin nhắn đó. Cảnh báo với người học, trường Đại học Sài Gòn cho biết trường không gửi tin nhắn hay thư điện tử yêu cầu thí sinh phải đóng lệ phí nhập học năm 2024. Thí sinh trúng tuyển chỉ thực hiện việc đóng lệ phí nhập học theo hướng dẫn của nhà trường tại tài khoản cá nhân trên trang https://nhaphoc.sgu.edu.vn từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8. Trường cũng không chủ động gọi gửi tin nhắn, thư điện tử đến thí sinh trúng tuyển để yêu cầu đóng lệ phí nhập học. Phụ huynh thí sinh vui lòng không thực hiện việc chuyển tiền khi tiếp nhận thông tin yêu cầu đóng lệ phí, học phí từ những kênh thông tin không chính thống, không thuộc quản lý của trường, không có dấu tích xanh, số tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản ngân hàng nhận chuyển tiền không phải là trường Đại học Sài Gòn. Trường không yêu cầu thí sinh, sinh viên chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào. Trường cũng không liên hệ bằng số điện thoại di động cá nhân, không yêu cầu sinh viên tự giải quyết vấn đề với bên thứ ba. Trường đề nghị sinh viên, phụ huynh liên hệ trực tiếp tại các phòng ban chức năng của trường để giải quyết các vấn đề, thông tin trường Đại học Sài Gòn nêu rõ. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học này cũng phát cảnh báo về việc giả mạo tài khoản của trường yêu cầu thí sinh chuyển học phí, hoàn tất thủ tục nhập học, thí sinh nộp học phí trên các app mobile của ngân hàng. Trường không thu tiền mặt và không nhận chuyển khoản. Vào ngày 21 tháng 8, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đăng thông tin cảnh báo giả mạo tài khoản ngân hàng của trường để yêu cầu tân sinh viên chuyển khoản phí nhập học. Nhà trường nói rằng trong giai đoạn tân sinh viên nhập học, nhiều đối tượng lừa đảo bằng cách nhắn tin, gọi điện thoại, gửi email,
yêu cầu sinh viên chuyển khoản học phí và một tài khoản mạo danh để hoàn tất thủ tục nhập học. Hiện Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh không nhận thanh toán học phí bằng tiền mặt hoặc qua hình thức chuyển khoản, chỉ thu học phí qua các ứng dụng theo hướng dẫn chính thức hoặc đóng trực tiếp tại quầy ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank hoặc Viettel trên toàn quốc. Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có công văn đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý người lan truyền tin nhắn lừa đảo trúng tuyển. Ngày 25 tháng 8, bà Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường đã có công văn gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an để đề nghị điều tra và xử lý người làm và lan truyền thông tin nhập học mang tính chất lừa đảo. Trước đó, ngày 24 tháng 8, một số cán bộ tuyển sinh của Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được tin nhắn, cuộc gọi của nhiều phụ huynh, thí sinh hỏi về nội dung tin nhắn họ nhận được. Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không hề gửi tin nhắn có nội dung trên và cho biết đó là tin nhắn lừa đảo nên đã gửi cảnh báo đăng trên trang fanpage chính thức của nhà trường. Sau đó, nhiều người thử tìm số điện thoại được ghi trong nội dung tin nhắn trên thì xác định số điện thoại này là của Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng khẳng định trường không gửi tin nhắn cho thí sinh với nội dung như hình ảnh trên và cho biết đây là thông tin mang tính chất lừa đảo với ý dụ xấu. Thí sinh chưa trúng tuyển đại học đợt 1 năm nay có thể tìm hiểu thông tin xét tuyển bổ sung trên trang thông tin điện tử của các trường mình có nguyện vọng tham gia xét tuyển, từ đó lựa chọn nguyện vọng để đăng ký phù hợp. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên tắc tuyển của đợt tuyển sinh bổ sung là điểm tuyển sinh bổ sung của trường không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước. Thí sinh cần lưu ý nguyên tắc này để có thể lựa chọn phù hợp, bảo đảm cơ hội trúng tuyển cao. Bên cạnh đó, thí sinh cần lưu ý nếu thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học đợt 1 thì không được xét tuyển bổ sung trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học. Thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào trường nào thì có thể đăng ký tham gia xét tuyển các đợt bổ sung theo kế hoạch và hướng dẫn của cơ sở đào tạo. Các đợt tuyển sinh bổ sung của các trường đại học trên cả nước thường sẽ kéo dài đến tháng 12. Tuy nhiên, thời gian xét tuyển bổ sung và các điều kiện xét tuyển của mỗi trường là khác nhau. Thí sinh phải tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng ký xét tuyển. Sau khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển bổ sung, nhà trường sẽ công bố điểm trúng tuyển và các điều kiện tiêu chí phụ nếu có trên trang thông tin điện tử của trường. Thí sinh xác nhận và làm thủ tục nhập học theo quy định của các cơ sở đào tạo.